Hello mọi người, mình là Top Dê đây. Hiện tại là 93% người xem của mình là chưa có đăng ký kênh. Mình mong các bạn bỏ ra một chút thời gian để đăng ký kênh giúp mình nhé. Các bạn có thể làm theo mình, đó chính là like video này, share video lên các group này và đăng ký kênh nhé. Thì đặc biệt hơn nữa là các bạn có thể bật chuông thông báo giúp mình để xem những video mới nhất từ mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua. shopxuantv.com, nơi bán đất Liên Quân, Free Fire, uy tín giá rẻ số 1 Việt Nam. Ra mắt vòng quay không đồng, vòng quay quân huy, nhận lên đến hàng nghìn quân huy từ vòng bay Liên Quân, nhận nick cực kỳ ngon. Đặc biệt, lần đầu tiên đăng nhập vào shop, nhận quân huy free, nhanh tay truy cập shopxuantv.com. Hello, xin chào tất cả em, lại là mình đây. Nhưng mà hôm nay mình không cầm dê nữa mà là cầm lá cà rốt nhé mọi người ơi. Thì trận đấu hôm nay mình sẽ đi rừng lại bằng lá cà rốt đây. Thì thằng lá cà rốt nó chỉ đi rừng chứ đi đâu nữa, đi top mà nó chỉ vào mặt đúng không? Thì trận này có cả bạn Miu Miu DSB cho mình. Ui, tuyệt vời quá. Nhưng mà mình đây mình đấu gọi là phổ nhiên nhá, không có biết là ai với ai đâu. Thì trận đấu này team mình có IG này, Aza này, Tulen, Slim và mình là lá cà rốt nhé mọi người. Rồi, mình đầu tiên mình phải farm bồ xanh trước. Đánh mãi không xong con bồ xanh, lâu lắm rồi không chơi con na này luôn. Đấy, từ đâu, từ lúc ra ta tướng ta chi mình chơi la cà rốt luôn các bạn ạ. Từ lúc mình chơi ta chi ấy, từ lúc ta tướng đấy là mình cái top ta chi mình không có động con na này luôn. Rồi, mình mang ngọc 9 mạng nhé các bạn, nên là đánh có ra hơi nhiều 9 mạng tí. Thế mà ngộ không không được gõ ra 9 mạng như thế này nhỉ. Các bạn có yêu cầu mình làm clip về tướng nào thì có thể comment cho mình ở bên dưới nhá. Thì mình biết mình sẽ chuyển hướng là làm các tướng khác nữa nhá. Chứ còn làm mãi một content dây các bạn không muốn xem mình làm nữa rồi. Buồn lắm cơ. Đây thì đã ra ăn con bùa đùa rồi. Và mình sẽ phải chừng trị thôi, không thì Tulen nó cướp mất ăn được Tulen team mình chứ. Nào ngờ quá. Và mình đây mình lên full dam nhá các bạn nhá. Full dam luôn. À ui cái gì đây. Ui tí thì chết, trời ơi. Đồng thế trong bụi đồng thế ba thằng luôn ạ. À. Thế mình là sợ. À thằng Andy là yêu máu. Thôi mình biến về cho an toàn á. In cho team đánh nhau được rồi. Biết được bạn nào không? Không được thì mình đấy. Các bạn thấy mua chưa? Mua ảo rượu chưa? Đây là top 1 la cà rốt nhá, chứ không phải top 1 dê nữa. Trời ơi, cầm dê. À có Batman, có Batman trong bụi kìa các bạn ơi. Đây thằng Andy, thằng này chết với mình. Ơi. Ôi giời, được một mạng thôi. Giết luôn này. Đánh thương này. Chạy à? Chạy với tôi á. Chạy này, ui double kill nhá mọi người ơi. Rồi nhìn thấy la đánh chưa? À còn DC, thôi mình sẽ đi ăn rồng nhá. Đi mình ăn rồng này. Rồi mình phải ra ngoài này, đi lướt vào trong này. Thì các bạn bảo mình combo la thế nào thì mình cũng không biết combo la thế nào đâu. Có chiêu là ấn chiêu đấy. Như thường mình nghe nói là chiêu 1, chiêu 2, chiêu 1 đúng không? Đó, không, chiêu 1, chiêu 2, chiêu 1 mà sao mình bị khựng quá các bạn ạ. Đây là người trang phục b-boy công nghệ rồi đấy. Không phải nó còn khựng nữa cơ. Mình hôm trước từ cái trang phục quân đoàn địa ngục mà đâu khựng ơi là khựng. Trời ơi. Các bạn cùng nghe nhạc quá khứ với La Carot nhá. Ờ tin đánh nhau rồi chưa? IG với Batman solo và IG pro solo và có Batman, có mắt của Batman luôn. Rồi vẫn còn mắt của Batman luôn kìa. Hay mình phải dừng như không là thằng Batman nó ra vồ mình chết. Nó rồi nhá, thôi bỏ đi. Ớt. Mua mắt rồi các bạn ơi. Thôi không sao, mình sẽ tiếp tục ăn bùa đỏ nhá. Team nó ăn tà thần rồi, mất rồi. Nhưng mình vẫn đang có đội tại của rồng nên cũng không có KS được qua đấy của Tulen đâu. Đây, mình sẽ đứng đây chờ nhá. Nào ra đây bạn ơi. À, đây. À, lướt sang à. Đông. Này thì Zenna với tôi. Zenna với tôi à, tên cũng là Zenna. Toàn chưa. Đó, bạn thì mình lướt hay không? Chả đây. Chả Tulen, chả ra đây Tulen ơi. Chả đây, trời ơi.
Trời ơi là trời, mất ao ra rồi kìa, thằng Tú Luyên nó cướp rồi kìa. Sukala thực sự luôn, đây mình xuống cứu nhá. Có phải lo nhưng mình vẫn xuống cứu nhá. Đây, có mạng không? Từ từ nó đang ulti. Lướt về này, ulti này. Có mạng, trời ơi, phải lo. Ui, phải lo bố ghê quá, mình phải lé nó ra thôi. Đúng rồi, ai đi chạy đi, ai đi ơi. Ui đâu, phải lo. Ui, phải lo đỉnh thế, nhìn biết mình trong bụi cả. Kinh quá nhở, được. Nào trả đây, nào ra. Ơ, Slim trả đi. Trời ơi, nó vẫn neo đầu Slim kìa, nó không neo đầu mình. Buồn quá cơ. Mùa xanh beta còn 1 giây và nó đã có xanh. Ok nhá, thì bắt đầu tập trung vào chuyên môn nào, không xàm xí nữa trời. Đây, ăn xong mùa xanh rồi, mình sẽ tiếp tục là đi check map phải không? Các bạn thấy mình vui mạng, đây kìa. Bắt mạng. Đấy, siêu trời mày quá, lướt được xa. Úi dồi, PVC ngáo ngơ. Bắt mạng trong bụi nhá. Bắt mạng, không có à, có PVC. Tulen ulti, đúng rồi, trời ơi, kẻ kiến tạo cho Tulen luôn nhá. À đây cho, ở đây đi. AD với tôi, lướt đi. Lướt này, nha. Ôi da, trời ơi, thôi, xít lên toàn mày quá. Ê, ai nhắn tin đấy, chơi game nhắn tin gì đấy trời. Quên không tắt thông báo các bạn ạ. Ôi trời ơi, cái gì vậy, đại gia hùng, thôi tắt thông báo cái. Trời ơi, chơi game mà quên tắt thông báo cái là nó đông người nhắn tin vãi cả trưởng luôn các bạn ạ. À, các bạn có thể tham gia group fan của mình nhá. Thì mình có để bên cộng tác cộng đồng là có link Zalo ấy, các bạn có thể tham gia nhá. Giới hạn là 1.000 người nhá. Thì hiện tại bây giờ đã gần 100 người rồi. Các bạn không vào nhanh là không còn cơ hội đâu. Ôi, thằng Batman kìa. Không vào nhanh là không còn cơ hội đâu nhá. Nhớ nhá, nhớ vào đi. À, tiện thể là các bạn có thể cho mình xin ý kiến là con gian để chơi như nào không. Mình mới chơi một trận thôi, mình chưa được chơi nhiều. Trời ơi, à, thấy rồi nhá, thấy Batman rồi nhá. Ê, à, thấy mình kìa. À, mình nấp ngu. Trời ơi, và đình nấp ngu. Hỏi sao là thấy mình, nó dùng chiêu vào mình. Thôi thì mình sẽ đi về ăn cái con quái nhỏ nhỏ kia đã. Thấy không, thấy lướt chưa? Chùm Nagarot nhá. Đó, lướt nè. Lướt đây, trời ơi. Lướt nhảy nhảy múa múa. Mình bật cái nhạc thôi à, 2017 đấy, trời ơi luôn. Đây, ăn con tà thần nhé mọi người ơi. Trời ơi. Đêm hôm rồi, mỏi quá các bạn ạ. Nhưng mà vẫn phải làm video cho các bạn, làm cho các fan của mình xem. À, thì các bạn hỏi mình sinh năm bao nhiêu thì mình sinh năm 2003 nhá. Thì có khi là mình ít tuổi hơn nhiều người, nhưng mà nếu mà mọi người thích gọi sao được thật rồi. Thì mọi người thích gọi sao cũng được nha. Đấy nhá, mình 2003 nhá. Thì năm nay mình đang là học năm nhất. Đó, thì mình tiện là mình có thể làm YouTube, vừa YouTube vừa đi học, vừa kiếm thêm nhân vật thôi, mà làm 53 thôi. Không gì cả nhé mọi người nhá. Ok. Không có bạn cô đơn quá à ra ơi, leo đầu mình đi à ra ơi, không có bạn cô đơn quá. Vậy leo đầu Tulen kìa, nó không leo đầu mình. Buồn thực sự luôn đây nè. Đây đây mình ra đón đây. Đây mình ra đón đây. Ôi trời ơi, Mimi đáng yêu quá. Ôi trời ơi, Mimi đáng yêu quá, leo đầu mình rồi. Rồi giờ cân tim nhá, có Miu Miu là cân tim nhá trời. Batman ăn rồng. Batman với tao cân 4. Ui dồi. Trời ơi, không kịp bật cái hồi máu các bạn ạ. Kẻ kiến tạo pha này luôn. Cướp đoạt. Hỗ trợ được 4 mạng. Trời ơi. Úi dồi ôi, hỗ trợ 3-4 mạng không biết trời. Quá đẳng cấp. Topper kill. Ui, thỏ ăn hết. Thỏ bú liếm hết luôn. Trời ơi. Mình pha này đẹp phải cả trưởng luôn nhờ các bạn nhờ. Thôi sống lại rồi thì mình sẽ mổ A ra leo lên rồi mình tiếp thôi. Nhưng mà bây giờ mình phải ăn bùa đã. Phải ăn bùa đã. Mình sẽ ăn con bùa đỏ trước nhá. Để sau khi lỡ có bùa xanh thì nữa bị gọi là nhanh hết bùa xanh thì mình sẽ đợi tin nó ra lỡ cơ. Tin đánh nhau sung quá trời ơi, trận này win rồi. Gặp bét Talakaros ở đây thì chỉ có win thôi nhá. Trời ơi là trời. Đấy, các bạn nhìn thấy lũ chí mạng không? Để đông đốt ta. Đây lên thành kiếm luôn cho các bạn coi luôn này. Từ từ nhá, để ăn con tà thần. Từ ăn nốt đã. Tin mình ăn rồng nhá. Thôi để mình ra đép lính mít đi, mít đang nhiều lính. Trời ơi, Batman nó đuổi kìa, lo nữa. Ủa cả Zena, khó nhở. Mình sẽ đợi team nhá. Thôi, đánh này, cố gì này. Ủa, ba thằng luôn kìa, căng đấy, trời ơi. Tham lam, để Batman tham lam, thế là chết ngỏm. Thôi thì mình sẽ phải ăn xong, mình ra con rồng rồi đi. Nên, đúng rồi, nên. Thôi không ăn rồng nữa, mình sẽ đép lính mít. Để đi gạch, ủa con bướm, ấy bị hất rồi. Dịch bướm đi nhá, bướm ơi. Ủa, trời ơi, nó chết kìa. Tại vì pha đấy có cả floor nên mình hơi rén. Chém nè, ôi dồi ôi, trời ơi, mình cũng tí thì hẹo luôn. Nhưng mà mình vẫn ra cấu dĩa nhá. Ôi xổ ơi, được một mạng, trời ơi, mình không chết.
Đó, mình sẽ phải ra đép lính xong mình ăn rồng được. Ôi trời ơi luôn, lính ở trên vẫn còn cơ. Đây, ăn nốt xong ăn tân lính nữa là ra ăn rồng hợp lý luôn các bạn ạ. Trời ơi, múa thế, múa ảo diệu chưa, đều lúc top 1 là búc bẩn có khác. Múa quá căng, quá kinh khủng. Gà, trời ơi, con gà đấy. Đó, chuyên gia đẩy trụ. Chơi la chỉ là đẩy trụ thôi. Đó, thằng này đi đó. Thôi bỏ đi. Ê, follow với tôi. Ui dồi, mày quá không chết. Mày phá tí thì mình hẹo đấy các bạn ạ. Nhưng mà mày quá không làm sao. Bộ đỏ nó ra rồi. Ôi, nhìn thấy lướt chưa. Quá căng thẳng luôn. Đấy nó là top 1 la cà rốt. Múa quá ghê gớm. Trời ơi. Bùm. Trời ơi, không có chết thằng kia. À, để lỗi. Đấy, vừa bổ top 1 la cà rốt bún bẩn xong đấy nha. Múa hụt rồi. Ăn nè. Ăn nè xong ăn ăn bùa xanh nữa là được luôn. Mình sẽ lên quỷ kiếm để hút máu cho nó ghê nhá. Đồ lắm rồi không lên quỷ kiếm. Ít tướng kia lên quỷ kiếm. Batman nhanh nhanh nhanh. Mày có ăn được rồi. Batman với tôi. Ui dồi ôi Batman với tôi ha. Giờ này Batman tuổi gì? 3k đam luôn. Quá mạnh luôn. Ui 3k2 luôn rồi. Trời ơi. Đỡ làm sao được pha này. Đó. Ui dồi 9 mạng có lỗ kìa. Cái này mà lên quỷ kiếm xong lên cái đấy nhở, lên cái lanh nữa thì ối rồi luôn. Đó, mình sẽ phải dẫn mình nhá, tạo tà thần. Từ từ để xem ép trụ như nào đã, xem tem đánh bỏ trụ. Không thể bỏ. À, con kia gì, con kia DC này yếu chưa, vô này. Trời ơi, quá đẳng cấp. Mình chơi game quá hay luôn, Batman kìa. Hồi máu này, trời ơi, đánh thường hồi máu này. Batman này. Ôi trời ơi, mình chưa kịp ra giúp thì nó chết mất rồi. Thấy không? Thấy các bạn thấy top 1 la chơi game múa là múa quá gắt luôn không? Trời. À đây đó nhá. À đây ạ, thằng ạ. Ê, nhanh thế nhỉ. Full team này. Trời ơi, ăn choáng là chết một thằng. Từ từ bạn ơi, đừng win, giờ lấy win làm gì? Chưa win được. Từ từ đẩy 3 đường đi cho nó ngầu. Chơi la phải đẩy lát hết trụ team bạn nhá. Ôi. À đây bạn vào đây. Ui, quý thì mình hẹo. Ui ui. Điều này quá không chết. Ý thì mình hẹo vào đấy. Nhưng mà mình lại hồi máu này. 400 này, 900 này, 380 mấy rồi. Trời ơi, nó phải nhiều vãi trưởng luôn. Ê, chủ bắn. Xem nào múa. Trời ơi, kinh ghê nhờ. Có Laurentino, Batman. Mình thấy là Batman. Thôi mình sẽ ăn bùa xanh trước. Cho team đánh nhau. Ui, team đánh nhau thì mình ăn được 3 thằng luôn, 2 đánh 3 luôn kìa. Mờ, trời ơi. Thế thì mình phải viết con Senna này mới được. Senna với tôi ấy. Biến hình chưa? Ui, không ăn được rồi. Aha, Florentino. Và đây là Florentino. Gì đấy, FB làm gì đấy? FB làm cái gì đấy, FB? Double kill ở FB. Game gì đâu ấy. Người ta đang đánh hay như thế này mà đi ăn double kill. Quét sạch luôn, ôi dồi ôi. Ai còn kia gì xì. Bướm với tôi. Ui xồi ôi, xanh quá luôn các bạn ạ. À. Đỡ làm sao được trận này. Batman vào đây, Batman đâu. Ôi dồi, sợ ngay. Gặp mình sợ ngay. Thằng này đi. Trời ơi, Hazate giờ này cũng không ngán đâu. Các bạn chỉ cần ra đây thôi nhá. Mình không ngán một ai luôn. Thôi thì cố rỉa xong rồi dừng clip ở đây thôi các bạn ạ. Cố tiếp thêm một mạng nhá. Tiếp thêm mạng follow đây. Thôi không được rồi. Ok, có lẽ clip của mình đến đây thôi nhé mọi người nhá. Bye bye mọi người, nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhá. 9214, bye bye anh em, nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình.